Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thể thao sáng ngày mùng 3 tháng 7. Vào đêm qua, vòng quay Euro 2020 đã trở lại với các trận đấu tại vòng tứ kết. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ được đổ dồn vào màn đại chiến giữa Bỉ và Italia, hai đội tuyển được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay. Đội tuyển Bỉ đã không thể đánh bại đội tuyển Italia để giành vé vào bán kết bởi lễ đoàn quân của huấn luyện viên Mancini đã chơi một thứ bóng đá quá đẳng cấp và hoàn toàn áp đảo. Thế trận áp đảo đó giúp Italia có được bàn thắng ở phút 31 và người mở tỷ số là Barella. Có được bàn thắng dẫn trước, đội bóng áo trắng càng chơi càng hay và có được bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha cứa lòng đẹp mắt của Insigne. Thế nhưng chỉ 2 phút sau, Bỉ đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Xuất phát từ pha phạm lỗi của Di Lorenzo với Lukaku trong vòng cấm, Bỉ được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ mang áo số 9 đã không mắc sai lầm nào, hạ gục Donnarumma. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Italia tiếp tục thể hiện sự lấn lướt của mình so với đối thủ. Đoàn quân của huấn luyện viên Mancini liên tục tạo ra được những cơ hội nguy hiểm và khiến các cổ động viên của Bỉ phải thoát tìm. Càng về cuối trận, tuyển Bỉ càng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 84 của trận đấu, đội cù của pha đi bóng đẳng cấp trước khi tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, bóng lại đi vào xà ngang khung thành tuyển Italia. Với trận thua sát nút 1-2 trước đối thủ, Bỉ chính thức phải dừng bước ở Euro 2020. Trong khi đó, Hakinho và các đồng đội thẳng tiến vào bán kết. Đối thủ của Italia tại vòng bán kết Euro 2020 cũng đã được xác định sau khi trận đấu tứ kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ khép lại. Đây tiếp tục là một trận đấu mà cả hai đội tuyển không thể giải quyết thắng thua sau 90 phút thi đấu chính thức. Như thường lệ, Tây Ban Nha nhập cuộc hứng khởi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Đoàn quân của Luis Enrique sớm có được niềm vui nhờ bàn thắng đầy may mắn của Jordi Alba ở phút thứ 8 của trận đấu, có được bàn mở tỷ số. La Roja thi đấu có phần trùng xuống và điều này được thể hiện rõ trong hiệp thi đấu thứ hai. Họ thể hiện rõ ý đồ giữ chiến thắng tối thiểu. Tuy nhiên, xuất phát từ một sai lầm nơi hàng thủ, Sedan Sakuri đã có cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ. Trong khoảng hơn 10 phút của trận, Tây Ban Nha còn có lợi thế khi được chơi hơn người, song thầy trò Luis Enrique đã không thể duy trì điều đó trong những phút thi đấu chính thức cũng như khoảng thời gian hai hiệp phụ. Điều này khiến trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu quần não. Dù đội trưởng Sergio Busquets đã hỏng ngay quả đầu tiên, tuy nhiên lúc này bản lĩnh của Tây Ban Nha mới được thể hiện. Thủ môn Simon tỏa sáng khi cản phá những cú đá của đối thủ cùng với những cú sút lên trời. Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 trên chấm phạt đền và giành vé vào bán kết Euro 2020, chạm trán đội tuyển Italia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định ông rất tự tin về khả năng giành chiến thắng của Tây Ban Nha. Chiến lược gia sinh năm 1970 chia sẻ: "Chúng tôi đã có mặt ở bán kết. Thật nực cười khi nghĩ Tây Ban Nha hay bất cứ đội bóng nào khác có mặt ở bán kết đã là thành công. Ai chẳng muốn vào chung kết và vô địch. Ngay từ đầu giải, tôi đã nói rằng Tây Ban Nha là ứng viên vô địch và giờ đây chúng tôi đang là một trong 4 đội mạnh nhất. Có thể nói đây là loạt luân lưu ít áp lực nhất đối với chúng tôi từng trải qua trong sự nghiệp. Tôi đã cho các cầu thủ luyện tập đá penalty rất kỹ trong các buổi tập vừa qua và chúng tôi chẳng hề gặp áp lực nào cả. Danh sách chi tiết về những cầu thủ đã luân lưu thì tôi chưa chuẩn bị từ trước, nhưng có khoảng 7 tới 8 cầu thủ sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tôi rất vui và hạnh phúc sau trận đấu ngày hôm nay. Tôi tự hào về các học trò của mình." Chuyển sang phần tin thể thao trong nước, vào tối qua, câu lạc bộ Viettel bước vào lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League gặp đại diện nước chủ nhà Thái Lan là câu lạc bộ Pathum. Đây được xem là trận đấu bản lề quyết định cho tấm vé thứ 2 đi tiếp ở bảng đấu này trong bối cảnh câu lạc bộ Ulsan Hyundai đang tỏ ra quá vượt trội. Viettel bước vào trận gặp Pathum United tại lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League 2021 với sự tự tin cực lớn. Bởi lẽ, đại diện V-League vừa giành chiến thắng đậm 5-0 ở lượt trận thứ 2 trước đối thủ Kaya. Tuy vậy, đối thủ trước mắt họ giờ đây là một Pathum cực mạnh với nhiều hòa thủ được đánh giá rất cao. Và quả thực, Viettel đã lép vế hoàn toàn trước một Pathum cực mạnh ở trận đấu này. Thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng gần như không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm. Thay vào đó, phần lớn thời gian trận đấu thì họ phải gồng mình để chống đỡ các đợt tấn công của Pathum. Đội chủ nhà khắc chế hoàn toàn sự sáng tạo của Hoàng Đức và sức mạnh của Kai Ke. Những pha lên bóng của đại diện V-League gần như bị bắt chết hoàn toàn. Và trong một thế trận bị lấn lướt từ sớm, phút thứ 13, Nguyễn Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Titipan. Bàn thắng giúp đội bóng Thái Lan dễ chơi hơn. Họ cầm bóng và triển khai một cách chậm rãi. Trong khi đó, Viettel phải chuyển hẳn sang chơi tấn công nhưng không hiệu quả. Không chỉ vậy, họ phải chơi rắn, hòng hóa giải những pha phản công tốc độ của đối phương. Không có nhiều khởi sắc ở lối chơi, dù đã tung ra một số sự thay đổi. Viettel tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 84, Patu Minatat ấn định tỷ số 2-0 với pha làm bàn của Verachat sau cú sút xa cực đẹp đánh bại hoàn toàn Nguyễn Mạnh. Trận thua 0-2 này khiến Hoàng Đức và đồng đội bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 3 trận đã đấu. Trong khi đó, Patu Minatat vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm. Lúc 21 giờ ngày 5 tháng 7, hai đội sẽ tái ngộ ở trận lượt về. Đó là trận đấu mà Viettel được tính là chủ nhà. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, AFC cũng đã tiến hành xếp lịch thi đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, để được thi đấu tại sân vận động Mỹ Đình, VFF cần phải đảm bảo được các điều kiện từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á. Đầu tiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải xin được cơ chế cách ly đặc biệt cho các đội bóng đến thi đấu, cũng như lực lượng giám sát, trọng tài, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, đội ngũ phụ trách thương mại của AFC, rồi các phóng viên báo chí và truyền hình. Bởi theo quy định của AFC, các liên đoàn bóng đá thành viên khi đứng ra đăng cai tổ chức các trận đấu trên sân nhà phải đảm bảo để đội khách và những cá nhân liên quan không phải cách ly hoặc chỉ cách ly không quá 2 ngày. Vấn đề thứ hai là hệ thống VAR sẽ được triển khai như thế nào tại Việt Nam. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bắt tay ngay vào công việc để giải quyết những vấn đề này một cách nhanh nhất, để giúp đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu trên sân nhà. Nếu không, chúng ta buộc phải thi đấu trên sân của đối phương trong cả hai lượt trận đi và về. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà vào ngày 7 tháng 9. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cùng với đại diện của VFF đã họp trực tuyến với 14 câu lạc bộ tại V-League để bàn về phương án đá trung lập phần còn lại của V-League 2021, và tất cả các đội bóng đều thống nhất với phương án trên khi đá trung lập tại 9 cụm sân ở phía Bắc. Về vấn đề này, các đội bóng phía Nam có đề xuất xin được hỗ trợ một phần kinh phí như việc thuê sân bãi, in biển quảng cáo hay chi phí đi lại và ăn nghỉ. Và nếu chính phủ cho phép, nhiều khả năng vòng 13 của V-League 2021 sẽ trở lại vào ngày 31 tháng 7 tới. Trong hôm qua, Hiệp hội các môn thể thao dưới nước đã gửi thư đến Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam để thông báo kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có vé tham dự Olympic Tokyo. Theo đó, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành vé tham dự Olympic ở hai nội dung là 200m tự do và 800m tự do. Ánh Viên thất bại trong việc tìm kiếm chuẩn A tham dự Olympic, nhưng cuối cùng cũng có vé đến Nhật Bản nhờ chuẩn B. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cho biết, suất Olympic mà Ánh Viên có được dành cho vận động viên đạt chuẩn B ở cự ly 800m tự do, thành tích 8 phút 48 giây 65, 200m tự do, thành tích 2 phút 0 giây 75. Không phải vận động viên nào đạt chuẩn B cũng được tham dự Olympic Tokyo, mà kèm theo điều kiện phụ là xếp thứ hạng thành tích tham dự các giải đấu quốc tế có tính điểm trong 2 năm, và Ánh Viên nằm trong nhóm đủ điều kiện. Như vậy, Ánh Viên thất bại trong việc tìm kiếm chuẩn A tham dự Olympic, nhưng cuối cùng cũng có vé đến Nhật Bản nhờ chuẩn B. Hai nội dung đạt chuẩn cũng chưa phải là thế mạnh nhất của Ánh Viên. Như trước đó, cô tập trung vào 200m, 400m hỗn hợp. Đây là lần thứ 3 cô gái 25 tuổi quê Cần Thơ đoạt vé tham dự Olympic. Ngoài tin vui từ Ánh Viên, theo thông tin từ Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, ngoài hai chuẩn A ở nội dung 800m, 1500m tự do, nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng cũng vừa được thông báo có thêm hai chuẩn B ở nội dung 200m và 400m tự do. Như vậy, Huy Hoàng sẽ tranh tài đến 4 nội dung ở Olympic Tokyo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Thể thao sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.